Chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại cái livestream của hợp ngày hôm nay. Xin chào chị Liên nhé. Xin chào Đỗ Hoa Lệ. Lâu lắm rồi mới thấy chị Liên vào xem livestream của em. Xin chào 7 bạn đang xem nhé. Xin chào tất cả các bạn. Xin chào anh Bùi Khánh nhá. Các bạn nào đang vào xem livestream của Hợp thì các bạn hãy cùng comment, chúng ta cùng chào nhau. Cùng chào nhau nào. Ok. Xin chào chị Vũ Lan Chi. Hello, xin chào Hoa Lệ nhá. Xin chào Mạnh Lung. Xin chào chị. Em chào thầy nhé. Hôm nay thầy vào xem livestream mà run quá. Vâng, xin chào tất cả các bạn đã đến với livestream của Hợp buổi sáng ngày hôm nay. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn thì trong những cái livestream gần nhất đây của mình đã chia sẻ rất là nhiều các cái kinh nghiệm kiến thức từ việc chốt đơn đó cho đến cái việc mình tạo làm sao cho mình đó là một cái phễu để mình có thể hút được hàng, hút được người vào trong đó. Đấy, thì ngày hôm nay đây mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn đó là một trong những cái cách thức để giúp các bạn có thể tăng được cái lượt theo dõi ở trên Facebook đó ạ. Xin chào Dương Thị Hồng Lợi nhá. Nào các bạn đang xem livestream thì các bạn hãy có thể là chia sẻ một lần về trang cá nhân, đúng không ạ? Các bạn có thể chia sẻ một lần về trang cá nhân ở chế độ công khai, hoặc các bạn có thể tag tên 1-2 người bạn đang xem, đang kinh doanh vào xem livestream ngày hôm nay. Cái livestream ngày hôm nay là một livestream vô cùng đặc biệt, sẽ chia sẻ với tất cả các bạn đó là nhiều cái cơ hội tuyệt vời và nhiều cái kiến thức rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Tại vì trong những ngày hôm nay mình livestream liên tục và mình đã chia sẻ với bạn rất là nhiều những cái kiến thức hay, đúng không ạ? Những cái kiến thức mà hẳn hết rằng các bạn sẽ chưa bao giờ các bạn có thể học từ ở đâu, đúng không ạ? Đấy là những kiến thức. Chào Bùi Yến Vượng nhá, chào Đặng Thu Thu, chào Hạnh Nhân và chào Bảo Yến nhá. Nào các bạn nào đang xem livestream của mình thì các bạn hãy chúng ta cùng chào nhau nào, chúng ta hãy cùng comment mạnh tay lên nào, chúng ta hãy cùng lan tỏa cho bản thân Hợp cái livestream ngày hôm nay để cho nhiều người có thể là xem cái livestream tuyệt vời ngày hôm nay nào ạ. Chào Ngọc Trinh nhá. Ok, xin chào 51 bạn đang xem. Ok, xin chào 59 đang xem. Chào Kim Tính nhá, chào Võ Thị Cẩm Vân ạ. Ok, Bảo Yến, chào Bảo Yến nhá, chào Lan Chi, chào Trần Thị Mai Lý, chào Kim Tính à. Ok, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình 56 58 rồi. Ok Bảo Yến. Em xin chào chị Hà Thu Hương ạ. Xin chào Hoàng Thị Thu Hiền. Nào các bạn nào đang xem livestream thì các bạn hãy có thể là vui lòng có thể là ok, cảm ơn Thu Hiền nhé. Có thể là chia sẻ livestream này một lần về trang cá nhân ở chế độ công khai, hoặc là các bạn có thể là tag tên 1-2 người bạn đăng kinh doanh online để vào xem buổi livestream tuyệt vời ngày hôm nay của bản thân Hợp nhé. Chào Trần Kim Tuyết.
Trong tất cả các livestream của mình thì livestream nào mình muốn tặng quà cho tất cả các bạn. Nhưng livestream ngày hôm nay thì mình sẽ tặng cho bạn nó là một cái phần quà ý nghĩa hơn. Ok, cảm ơn Trần Kim Tuyết. Chào, cảm ơn Hoàng Thị Thu Hiền nhá. Lâu rồi em không vào xem live của anh. Ok. Hoàng Thu Hiền ạ, nếu mà em có thể là muốn nhận được tất cả những cái livestream của bản thân anh thì em có thể là ấn vào cái dấu ba chấm và em để ở chế độ xem trước nhá. Thì là tất cả các cái livestream của anh thì em sẽ được nhận được cái thông báo đầu tiên. Chào Linh Phi. Chào Bùi Nhung nhá. Ok, bận quá, đúng rồi, công việc nhiều sao mà. Cứ bật ở chế độ xem trước và khi bản thân hợp phát livestream thì bản thân Hiền sẽ có thể là xem được trước và có thể là bận thì có thể xem sau cũng được để mình học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm kiến thức nhá. Chào Mai Lan nhá. Xin chào tất cả các bạn đang xem livestream ngày hôm nay, và cái livestream ngày hôm nay mình muốn hướng dẫn cho tất cả các bạn đó là 7 cách thức, đúng không ạ? 7 tuyệt chiêu để giúp các bạn có thể tăng một cái theo dõi thật, đúng không ạ? Ở trên Facebook cá nhân của bạn. Tại vì mình đã hướng dẫn các bạn đó là cách thức là chốt đơn, cách thức có thể là lưu giữ khách hàng rồi, thì ngày hôm nay mình muốn chia sẻ một cái đó là cách thức để mình có thể là tăng cái lượt theo dõi thật trên trang cá nhân của mình. Đó, đấy là một cái điều mà các bạn đang quan tâm. Và trong cái buổi livestream ngày hôm nay, chào Vinh Quang nhá. Trong cái buổi livestream ngày hôm nay thì là nếu mà các bạn nào chia sẻ một lần về trang cá nhân và để ở chỗ độ công khai, hoặc là các bạn có thể tag tên 1-2 người bạn đang kinh doanh online vào xem cái livestream ngày hôm nay, thì các bạn xem từ đầu livestream đến cuối livestream, đúng không ạ? Thì bản hợp sẽ tặng cho các bạn, thứ nhất đó là 1 tháng sử dụng, đó là cái phần mềm Auto FB bên mình, đó sẽ chạy trên app điện thoại rất là tuyệt vời, đúng không ạ? 1 tháng, đúng không ạ? Và mình sẽ tặng thêm cho các bạn đó là như nào, đó là cái cuốn sách 12 tuyệt chiêu thu hút khách hàng trên Facebook, đó của thầy của mình, đó là thầy Trần Nhật Minh đấy, của thầy Minh David đó, đây ạ, đúng không ạ? Mình sẽ tặng cho bạn, nếu bạn nào mà xem từ đầu livestream cuối livestream mình sẽ gửi tặng cho bạn. Thứ nhất đó là như nào, 1 tháng sử dụng, đó là dịch vụ, đó là comment, đúng không ạ? Like và comment chạy tương tác, đó có thể là giúp bạn chạy tương tác 100-200 comment, đúng không ạ? Đó, 1 ngày, đó rất là tuyệt vời. Và mình sẽ tặng cho bạn nó là một quyển sách 12 tuyệt chiêu thu hút khách hàng trên Facebook, đúng không ạ? Khi bạn được kết hợp được cả hai cái này vào rồi thì các bạn sẽ có được một cái sự tương tác khủng, và các hai bạn có cả thêm những kỹ năng để giúp các bạn phải bán hàng cách tốt nhất, đúng không ạ? Ok, Thu Hiền đã quá. Nào các bạn hãy cùng tắt tên bạn bè của mình để vào xem livestream ngày hôm nay nào. Nay live lâu không? Nói chung thì trong các cái live của mình thì thường nó chỉ rơi vào tầm khoảng 55 phút đổ lại thôi. Tại vì mình sẽ nói không nói nhiều, mình sẽ nói vào trọng tâm chính và mình sẽ giải thích cho nó nhanh gọn nhất để các bạn dễ hiểu nhất. Chào lại Ngân nhá, chào Thu Hương nhá. Nào các bạn đã biết chưa? Các bạn đã rõ chưa? Các bạn nào mà xem livestream từ đầu livestream đến cuối livestream chia sẻ về một lần về trang cá nhân, hoặc là bạn có thể là tạo cho mình một cuộc trang chung, đúng không ạ? Tạo cho mình một cái cuộc trang chung thì mình sẽ tặng cho các bạn đó là 1 tháng sử dụng, đó là phần mềm Auto FB phiên bản, đó là sử dụng trên app điện thoại, cực kỳ là tuyệt vời, có thể giúp các bạn đi like và comment, đúng không ạ? Đó, rất là tuyệt vời luôn. Có thể là giúp các bạn, có thể là thay vì bạn làm tay bây giờ bạn làm tự động, nó rất là nhanh, đúng không ạ? Và nó có thể là tiết kiệm thời gian đấy cho tất cả các bạn, có thể dành thời gian cho gia đình hoặc là công việc của bạn bận rộn, đúng không ạ? Đồng thời thì mình sẽ tặng cho bạn đó là cái cuốn sách, đó là 12 tuyệt chiêu này đấy thu hút khách hàng trên Facebook đấy, của thầy mình, đó là thầy Minh David đấy. Để ok, chị Vũ Lan Chi hôm nay chắc chắn sẽ nhận được quà của chị. Ok các bạn, nếu mà bạn chia sẻ về trang cá nhân thì các bạn có thể tổ chức cho mình, đó là không chia sẻ được các bạn này tổ chức cho mình, đó là cuộc xem chung, đó là cái rất là tuyệt vời.
đó. Và mình này mình muốn sẽ tặng tất cả những cái phần quà đấy cho tất cả các bạn để giúp các bạn có thể là sử dụng nó. Các bạn vừa có thêm cái phần mềm công cụ sử dụng và các bạn vừa có thêm cả cái kiến thức này nữa, đúng không ạ? 12 tuyệt chiêu này. Đó, riêng quyển sách này thì các bạn mua, đúng không ạ? Thì nó giá của quyển sách này nó là 200.000 rồi, đúng không ạ? Đó, thì mình sẽ tặng lại cho tất cả các bạn. Đó, nó rất là tuyệt vời để các bạn có thể là học hỏi nhiều các cái kinh nghiệm và những cái tuyệt vời. Tại vì tất cả những cái kiến thức của mình thì mình chỉ học đó là từ người thầy đó là Trần Nhật Minh đó, và cái trên đây là cái bút danh của thầy đó là Minh David, đúng không ạ? Đấy, Minh David. Đấy, mình sẽ chia sẻ lại tất cả những kiến thức mình học được cho tất cả các bạn. Nào, ok chưa? Chào 57 bạn đang xem nhá. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Vinh Quang hôm nay được nhận quà anh. Ok, ngày nào cũng có quà mà Vinh Quang. Chỉ qua là Vinh Quang không xem thôi, ngày nào cũng có quà hết. Đó, các bạn cứ chào 61 bạn đang xem nhá. Các bạn cứ chia sẻ nhiệt tình đi, tổ chức xem chung này mình sẽ tặng bạn hai phần quà. Hai phần quà này rất là ý nghĩa để giúp các bạn có thể là thứ nhất là bạn vừa có thể có cái công cụ để hỗ trợ cho mình. Đó, tiếp cận khách hàng, đó, tăng tương tác trên Facebook. Cái thứ hai là vừa có thêm những kiến thức tuyệt vời. Đấy, trong những cuốn sách này nó có đầy đủ những cái tuyệt chiêu đấy để thu hút khách hàng á, trên Facebook. Đó, đây này, đây là có cả chữ ký này, đấy. Đây là chữ ký của thầy mình đấy, đây là cuốn sách nó rất là tuyệt vời. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Nó sẽ có tất cả đó là 12 tuyệt chiêu. Đấy. 12 tuyệt chiêu đấy thu hút. Thì ở đây nó có ghi đầy đủ rất là chi tiết. Đấy, thì các bạn chỉ cần học xong cái quyển này thôi, đúng không ạ? Đọc xong quyển này thôi là các bạn đã có thể là bán hàng cực kỳ là tuyệt vời rồi, đúng không ạ? Nên là ngày nay mình muốn tặng lại cho tất cả các bạn. À, chào Hiền Nguyễn nhá. Ok chưa? Bạn nào nhá, bạn nào hãy nghe ký lại nào để nhận được quà là bạn hãy chia sẻ về trang cá nhân của mình. Đấy, các bạn nếu không chia sẻ được bạn có thể để ở chế độ đó là tổ chức xem chung. Đấy. Và các bạn xem từ đầu livestream đến cuối livestream và các bạn chụp ảnh này mình gửi lại cho mình. Đó. Và mình sẽ tặng cho bạn đó là một tháng sử dụng phần mềm đó là Auto FB. Đấy, giúp các bạn like và comment đó một ngày là 100 like, 100 vừa like vừa comment, đúng không ạ? 100 đến 200 tương tác để giúp các bạn có thể là tiếp cận được đa số khách hàng. Chào Hải Yến nhá. Đó, chào Mỹ Hồ. Đấy, Mỹ Hồ là một người rất là hay nhận quà của mình, nó rất là may mắn đó. Mỹ Hồ hôm nay xem hết livestream từ đầu livestream cuối livestream nào. Đấy, chia sẻ mạnh tay vào Mỹ Hồ nào để được nhận phần quà đặc biệt ngày hôm nay. Ok chưa? Nào các bạn đã sẵn sàng để bước vào cái chủ đề chính trong buổi livestream ngày hôm nay nhá. Ok, chào Mỹ Hồ nhá. Mỹ Hồ, nếu mà nhận được cái quà mà hôm mà chơi mini game ấy, hôm mà em trúng bí phẩm ấy. Đấy, thì là hôm mà nhận được cái bưu phẩm đấy thì hãy nhắn tin lại cho anh nhá. Ok, chào chị Vũ Tố Luyên nhá. Đấy, các bạn xem livestream của Hợp thì lúc hôm nào cũng có quà, lúc nào cũng có quà và chả lần nào là không có quà cả. Đấy, mình nhờ tặng cho các bạn nên các bạn khi xem livestream các bạn phải trực tiếp đó là ebook cho mình để mình có thể là tặng quà cho các bạn. Đấy, đôi khi nhiều bạn nói chung là công việc mình bận. Đấy, các bạn này không ebook vào một thời gian sau các bạn lại bảo là quà em đâu, các bạn phải ebook, chủ động ebook cho mình để mình mới tặng quà, tại vì cái công việc và khối lượng công việc mình rất là nhiều. Đấy, nên là các bạn phải chủ động ebook cho mình để mình có thể là tặng quà, gửi quà đến tận tay cho các bạn, cho tất cả các bạn để giúp các bạn có thể là bán hàng một cách tốt nhất. Đấy là cái điều mình, cái quà mình muốn, mong muốn là mình sẽ vừa cho các bạn kiến thức mà vừa cho các bạn phần quà. Đấy, để mong muốn là giúp đỡ các bạn. Đấy là lan tỏa cái yêu thương mà chia sẻ đi. Đấy, những cái giá trị của mình để cho tất cả các bạn, để giúp các bạn có thể là có thêm những kiến thức rồi. Với bạn có thêm những phần quà để các bạn học hỏi ở trong đó. Đấy, để giúp các bạn có thể bán hàng một cách tốt nhất. Đấy, đấy là một cái mà mình muốn, mong muốn ở đây. Mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn. Chứ ngày hôm nay không phải là các bạn, đôi khi các bạn bỏ thời gian ra các bạn xem thì các bạn vừa được kiến thức mà vừa được quà, đúng không? Nó là điều rất là tuyệt vời, đúng không? Đó, nên là các bạn hãy tất cả các bạn đang xem livestream nhá. Các bạn hãy bấm đó là về cái dấu ba chấm ở trên chỗ góc phải của livestream ấy. Đấy, các bạn hãy để ở chế độ xem trước. Đó, bật ở chế độ xem trước nhá. Chế độ xem trước bật. Đấy, để các bạn có thể là hợp có những cái livestream rồi các bạn có thể là nhận được thông báo và bạn vào xem luôn nhá. Các bạn đã biết bật cái chế độ
chế độ ấy chưa? Các bạn đã biết bật cái chế độ xem trước chưa ạ? Ồ, chào Mai Mít nhá. Các bạn đã biết bật ở chế độ xem trước chưa ạ? Ok, Mỹ Hồ đã tổ chức xem chung rồi, rất là tuyệt vời. Và các bạn đã comment, đã sẵn sàng để vào trong cái buổi live stream này chưa ạ? Các bạn đã sẵn sàng vào buổi live stream này chưa ạ? À, Mỹ Hồ chưa ạ? Đây, để mình sẽ dạy các bạn cách bật chế độ xem trước nhá. Đây nhá, nếu mà các bạn chưa bật biết bật ở chế độ xem trước nhá, các bạn có thể là vào dấu ba chấm này. Đấy, các bạn nhìn thấy dấu ba chấm đấy chưa? Đấy, dấu ba chấm này đấy, các bạn nhìn thấy dấu ba chấm này đấy, các bạn nhìn vào dấu ba chấm này. Đấy. Đấy, các bạn ấn vào dấu ba chấm. Đấy, khi các bạn ấn vào dấu ba chấm thì nó sẽ ra cái này này, đấy thì nó sẽ có hình thông báo. Đấy, cái hình quả chuông ấy. Đấy, các bạn ấn vào cái quả chuông này. Đấy, và các bạn ấn nó là bật nhá. Đó, nó có thể là ấn nó là nút bật. Đấy, nút bật thì khi các bạn vào các bạn ấn kiểm tra hình quả chuông ấy thì nó lại có phím tắt. À, chào Hương Nguyễn nhá, chào Lô Hí Phú, đúng không? Chào Nông Thị Hà. Đấy, thì là các bạn bật lên rồi. Khi bạn vào lần 2 thì nó có chữ tắt. Đấy, nếu mà bạn tắt đi thì bạn không nhận thông báo. Còn khi bạn bật rồi thì là các bạn vào thì nó có phím tắt. Còn khi bạn tắt đi thì vào nó có phím bật. Cái này đó. Đó, đấy là các bạn hãy vào thao tác luôn cho mình nhá. Đấy, để ở chế độ xem chung. Đấy, à, để ở chế độ xem trước thì là mình sẽ có những cái video hoặc có những phần quà gì đó để mình có thể là tặng lại cho tất cả các bạn. À, chào Tươi Lê nhá. Và hôm nay mình sẽ giúp các bạn có là 7 những cái tuyệt chiêu để giúp các bạn có những cái theo dõi thật đấy ở trên Facebook. À, ok, chị Huyền là làm rồi à, ok nhá. Đấy, chúng ta hãy vào dấu ba chấm rồi vào cái phần quả chuông ấy, nó có hình cái chuông ấy. Đấy, là chúng ta có chữ bật, là chúng ta ấn chữ bật đi. Đúng ạ. Và chúng ta vào lại thì nó có chữ tắt. Đấy. Ok, chào Nông Thị Hà nhá. Nào, chúng ta hôm nay mình bước vào cái chủ đề livestream chính ngày hôm nay, đó là 7 cách đúng là tăng lượt theo dõi trên Facebook. 7 cách tăng 7 cái tuyệt chiêu. Nào, bạn hãy comment nhé. Ok, Tươi Lê à. Tất cả các bạn đã nghe cái cú pháp để nhận quà chưa ạ? Nếu mà tất cả các bạn ở đây, đúng không ạ? Các bạn nào mà nhỉ? Các bạn mà chia sẻ livestream về trang cá nhân mình ở chế độ công khai đó, và các bạn có thể tổ chức xem chung đó, các bạn bật livestream ở chế độ xem trước và các bạn comment xem livestream từ đầu đến cuối, đúng không ạ? Mình sẽ tặng cho tất cả các bạn đó là như nào, 1 tháng đúng không ạ? Đó là sử dụng phần mềm đó là AutoFB đó bên mình, và đồng thời sẽ tặng cho các bạn đó là một quyển sách, đó là 12 tuyệt chiêu thu hút khách hàng trên Facebook đấy, của thầy Trần Nhật Minh đấy, người thầy của mình đã dạy mình để giúp mình thành công như ngày hôm nay đấy. Mình sẽ tặng lại cho các bạn quyển sách này trị giá 200.000 đấy, mình sẽ tặng lại cho tất cả các bạn nào làm đầy đủ những cái cú pháp đấy cho mình đó, thì là mình sẽ tặng lại cho các bạn đấy. Các bạn sau livestream các bạn chụp ảnh lại, gửi lại địa chỉ cho mình sẽ gửi luôn cho tất cả các bạn đó, sau cái livestream ngày hôm nay luôn, để giúp các bạn có thêm những kiến thức. Chào Nga Hoàng nhá, chào Trang Trần đấy, chào Mai Kim Trung đấy, tặng lại cho tất cả bạn, bao nhiêu bạn mình cũng tặng cho bạn đó. Đó, đấy là cái cơ hội tuyệt vời để các bạn vừa có thêm kiến thức. Đây là 12 việc đó, các bạn nhìn thấy là kiến thức nó rất là hay, trong này nó có rất là nhiều đó, kiến thức rất là hay đó, nó sẽ ghi đầy đủ chi tiết đúng không ạ, cách thức để mình bán hàng tốt nhất trên Facebook đó. Bạn hiểu không ạ? Chào Nga Hoàng, chào Mai Kim Trung nhá. Chị đã chia sẻ 1 lần trên trang cá nhân và 2 lần trên hội nhóm rồi. Ok, cảm ơn chị Huyền Nguyễn nhá. 1 lần trên trang cá nhân và 2 lần trên hội nhóm rồi. Thì ở đây có tất cả là 69 bạn đang xem, đúng không ạ? Thì là mới chị đã chia sẻ 3 lần rồi đúng không? Đó, thế vậy mới ở đây thì mới chỉ báo là có bao nhiêu ạ?
mới có được 11 lượt chia sẻ. Các bạn hãy chia sẻ mạnh tay lên nào, để chúng ta lan tỏa yêu thương ngày hôm nay, để nhiều người ta có thể nhập vào đây nhận quà. Chào Đoàn Thị Nhường ạ. Tất cả các bạn hãy muốn nhận được quà, các bạn hãy làm theo tất cả cho mình có cú pháp như thế, đúng không ạ? Để các bạn phải nhận được quà xong là bạn phải ebook cho mình ngay, để nhận quà ngay, sử dụng ngay phần mềm ngay, đúng không ạ? Đó, đấy là cái điều mình mong muốn nhất, chứ còn không phải là các bạn chờ rồi 1-2 ngày, 3 ngày là lúc đấy là bản thân mình rất là nhiều việc thì mình không thể là hướng dẫn được. Hôm nay thì mình livestream xong là mình đã có thời gian, bố trí thời gian để là tặng quà cho bạn và hướng dẫn các bạn sử dụng cái phần mềm đó, đúng không ạ? Nó tuyệt vời như thế cơ mà, đúng không ạ? Thế nên các bạn phải lên lưu ý nhá, các bạn xong livestream bạn phải comment để nhận quà ngay, ebook để nhận quà ngay đó, đừng để lần trần đến ngày mai, đúng không ạ? Nào các bạn hãy cùng comment, các bạn đã sẵn sàng để bước vào cái livestream chính ngày nay chưa ạ? 7 tuyệt chiêu tăng lượt theo dõi thật trên Facebook. Rồi ok, cảm ơn Mai Kim Trung. Ok, xin chào 71 bạn đang xem nào. Các bạn hãy có thể là kéo cho mình lên là 80 người nào. Đó là cái điều tuyệt vời, mình sẽ tặng các bạn thêm nhiều phần quà nữa nào. Các bạn hãy kéo lên cho mình 80 người nào. 80 người đang xem đi nào. Bây giờ đang 72 người rồi, các bạn hãy kéo nhiều người lên xem đi nào. Ok, cảm ơn chị Huyền Nguyễn, chị rất thích nghe em chia sẻ nhưng công việc chị bận quá. Ok, chị có thể là nhận thông báo trước và chị có thể xem lại trong cái lúc chị rảnh nhá chị nhá. Ok, Nga Hoàng em đã chia sẻ rồi, ok. Hương Nguyễn, em đã bật theo dõi và chia sẻ nhé. Hãy bật ở chế độ xem trước nhá. Ok, xin chào tất cả bạn. Nào các bạn hãy kéo cho mình lên là 80 người nào. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn đó là 7 tuyệt chiêu, đúng không ạ? Tăng cái lượt theo dõi thật trên Facebook. Các bạn hiểu rằng cái lượt theo dõi là một cái lượt vô cùng là quan trọng, đúng không ạ? Như trong tất cả các live stream trước, đúng không ạ? Mình đấy nhở, mình đã hướng dẫn tất cả các bạn là tại sao các bạn phải bỏ những cái lượt theo dõi, đúng không ạ? Lượt theo dõi của những cái hệ thống đội nhóm của chúng ta, hoặc là những người ta đã comment bài viết của mình nhiều mà người ta chưa mua hàng, đúng không ạ? Tại vì cái lượt theo dõi nó được Facebook tính là cái lượt hiển thị bài viết của ta lên cái nhỏ, lên cái trang và cái Facebook của người đó, đúng không ạ? Nên là khi mà chúng ta tăng được lượt theo dõi thật đó, mình thu hút được nhiều người theo dõi mình, thì đồng nghĩa việc là khi mình đăng bài lên thì sẽ có nhiều người ta sẽ nhỏ nhìn thấy cái sản phẩm, nhìn thấy cái bài viết của mình, nhìn thấy bài đăng của mình. Nên là đôi khi các bạn không chú trọng vào lượt theo dõi. Như bản thân tại sao bản hợp bán hàng lại tốt như thế, các bạn xem đó là cái Facebook của mình đó là còn gần 5.000 người theo dõi rồi, đúng không ạ? Nó rất là nhiều. Đấy là một cái mà các bạn nhiều bạn đấy chưa làm được, có những bạn còn chưa biết các cách là bật lượt theo dõi như thế nào. Chào Hoài Quyên nhá, đó, chào Phương Anh Đào, chưa biết cách bật lượt theo dõi như nào thì dẫn đến việc là khi các bạn đăng bài lên đấy là nó đang bị mất sự hiển thị đó, Facebook nó chưa chia sẻ được cái bài viết của bạn đến cho nhiều người. Đấy là các bạn phải cần phải xem xét lại. Đấy là ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các cách thức mà giúp các bạn có thể tăng lượt theo dõi thật trên Facebook. Bạn nào chưa biết cách bật lượt theo dõi thì bạn sau livestream ebook cho mình để hướng dẫn cách để bật lượt theo dõi nhá. Các bạn phải hiểu rằng này, để mà bán hàng tốt trên Facebook và để mà tăng được cái lượt theo dõi cho mình thì cái cách thức đầu tiên mình phải là chuẩn hóa Facebook cá nhân. Đó, chuẩn hóa Facebook cá nhân cũng như là một người phụ nữ xinh, cũng như bản thân tất cả các bạn. Tất cả các bạn đều là những người phụ nữ tuyệt vời, những người phụ nữ xinh đẹp, đúng không ạ? Thế bây giờ để người ta để ý đến bạn thì các bạn phải cần phải như nào? Cần phải ra đường, các bạn cần phải mất ắt, đúng không ạ? Các bạn cần phải làm tóc, đúng không ạ? Xăm mày hoặc xăm môi, hoặc là các bạn có thể trang điểm nhẹ, đúng không ạ? Thì là người ta sẽ để ý vào, người ta ra đường người ta nhìn thấy gì, người ta sẽ nhìn vào khuôn mặt của mình đầu tiên, đúng không ạ? Đó, nên là cái quan trọng là mình phải là có một cái Facebook cá nhân chuẩn. Đấy, để mình có thể thu hút được những người, nhiều người người ta có thể là quan tâm đến cái hữu của mình. Và khi người ta quan tâm thì người ta mới có ấn theo dõi mình. Cái Facebook mình nó phải có giá trị, đúng không ạ? Nó không có giá trị thì không ai có thể là quan tâm và ấn theo dõi đâu. Đó, thì là mình sẽ hướng dẫn các bạn để cách thức để mình có thể là xây dựng một cái Facebook thương hiệu cá nhân chuẩn. Cái này mình đã nói đi nói lại rất là nhiều lần rồi, nhưng ngày nay mình sẽ nói cái chủ đề này, nó là trọng tâm và cốt lõi, đúng không ạ? Để giúp các bạn này hiểu được. Ô, chào Mai Kim Trung nhá. Đấy, giúp các bạn có thể hiểu được. Cảm ơn Mai Kim Trung đã bớt chút thời gian vào xem livestream của Hợp ngày hôm nay. Đó, và bạn Hợp sẽ chia sẻ cho ở đây thì cả Mai Kim Trung đó là một trong những người đang chuẩn bị đó là sử dụng cái những cái chiến lược dịch vụ tăng đơn bên mình. Đấy, để mình được mình hỗ trợ. Đấy, trong vòng 1 năm. Đấy là một cái điều rất là tuyệt vời. Đấy, và các bạn có thể ok, cảm ơn Mai Trung nhá. Đấy, các bạn biết rằng là bạn Mai Trung là một trong những người đang kinh doanh về vấn đề quần áo. Đó, thì là bạn nào có thể có nhu cầu về vấn đề quần áo thì bạn hãy
sang cái tường của bạn Mai con Mai Kim Trung để có thể xem. Đấy, các mẫu má quần áo rất là đẹp. Đó. Và bạn ấy đang chuẩn bị đó là sắp là những cái khách hàng đấy của bản hợp và được hợp sẽ đào tạo và phát triển nâng lên một tầm cao mới để có thể là giúp bạn ấy có thể bán hàng một cách tốt nhất đấy trong cái nghề kinh doanh online. Đó, và nó là một trong những người cùng quê với bản thân hợp. Đúng ạ? Đó, nên là các bạn phải hiểu rằng là để có một Facebook chuẩn thì là thứ nhất là cái hình ảnh chúng ta phải đẹp. Tất cả chúng ta nên thay đổi cho chúng ta đó là hình ảnh, đó là hình ảnh video đi. Tại vì các bạn phải hiểu rằng là bây giờ hiện tại Facebook đang rất là khó khăn. Đúng ạ? Dạo này thì Facebook rất là khó khăn nên là Chờ mình chút. Chào Nguyễn Thị Thanh nhá. Đấy, nên là cái quan trọng là chúng ta hãy nên thay ảnh đại diện của chúng ta nhá. Nên thay ảnh đại diện, chúng ta làm ảnh video đi, đừng chúng ta đừng để ảnh bình thường nữa. Ảnh video để tránh trường hợp đó là những người ta có thể giả mạo nick chúng ta đó. Nó sẽ đến dẫn đến rằng là sẽ bị mất nick đấy, hoặc là sẽ bị rít nick. Đó, nên là chúng ta nên để ảnh video để đảm bảo an toàn nhất. Đấy, đến cho Facebook chúng ta. Chào Hò Vó nhá. Đấy, để đảm bảo nick Facebook chúng ta. Và cái ảnh đại diện các bạn có thể qua cái Facebook của mình xem đó, ảnh đại diện nó phải đẹp, nó phải cả thể hiện được thần thái, sự vui vẻ, đúng không ạ? Để khi khách hàng người ta nhìn vào, đúng không ạ, khách hàng người ta cảm thấy rất là vui, đúng không ạ? Như mình lúc nào mình trong ảnh đại diện mình cảm thấy rất là vui vẻ, đúng không ạ? Đó, nên là các bạn phải thể hiện cho mình ảnh đại diện phải đẹp. Khi ảnh đại diện mà đẹp thì các bạn có đi kết bạn thì người ta mới chấp nhận lời kết bạn của bạn được đó. Hoặc là khi mà người ta muốn mua hàng của bạn thì quan trọng đầu tiên là người ta sẽ nhìn ảnh đại diện chúng ta đó, nên là chúng ta hãy thay đổi cho lại cho mình hết đó là ảnh đại diện nhá. Như bạn Mai chú Mai Kim Trung này nên thay ảnh đại diện này đó, chú Hầu Võ nên thay lại ảnh đại diện này đó. Đấy, nên là các bạn phải nên nhớ nhá. Và cái thứ hai nữa là cái thông tin cá nhân nó phải đầy đủ. Các bạn phải hiểu rằng nhiều bạn chúng ta không chú trọng về vấn đề thông tin cá nhân. Các bạn xem tường của mình đúng không? Đấy, cái thông tin cá nhân mình rất là chi tiết đúng không ạ? Mình đã từng học ở đâu đó, từng làm ở đâu đó, sinh sống ở đâu đó, và đã làm những công việc gì đấy. Các bạn phải ghi rõ ra. Và hiện tại bây giờ mình đang làm cái gì, mình đang làm đó là giám đốc kinh doanh đấy, văn phòng đó là Yên Khánh Ninh Bình đó, chuyên hỗ trợ về các cái dịch vụ là tăng đơn đó. Các bạn phải hiểu như thế, chúng ta phải ghi đầy đủ rõ ràng cái chức vụ của chúng ta đúng không ạ, trong cái công ty đó, để người ta có thể biết mình là ai đúng không ạ, địa vị của mình như thế nào, để người ta biết, để người ta có thể là làm việc hợp tác với mình theo cấp độ như thế nào đó. Nên là các bạn phải cần phải là lưu ý cho mình vấn đề này đó. Và cái thứ hai là các bạn đã từng làm những công ty gì rồi thì các bạn hãy nên ghi ra đó. Thì vì đôi khi có nhiều người ta làm công ty cũ với bạn, nhưng mà người ta nhìn thấy bạn là quá trong qua một cái quá trình cái khuôn mặt bạn thay đổi đúng không ạ, bạn có thể làm tóc bạn để xinh hơn đúng không ạ, bạn xăm mày hoặc là bạn xăm môi hoặc là bạn có thể thay đổi hoặc niềng răng, thì là cái khuôn mặt bạn nó bị thay đổi. Nên là chúng ta cần phải để rõ cái công ty ra đúng không ạ, chúng ta làm gì đúng không ạ. Chào Hà Pham nhá. Ok, chào Tươi Lê. Các bạn cứ chia sẻ đi rồi các bạn sẽ được nhận quà hết đó. Chia sẻ đi rồi các bạn sẽ được nhận quà đó. Và các bạn vừa xem livestream thì bạn hãy comment nhá, mình nói đoạn nào các bạn hãy comment để chúng ta dễ nhớ nhá. Chúng ta hãy comment mạnh tay lên nào, chúng ta có thể chào nhau hoặc là chúng ta có thể comment bằng cái hình thái gì đấy đó, để chúng ta cùng tạo một cái năng lượng đúng không ạ, chào cho nhau nhá đúng không ạ. Đấy, nên là các bạn phải nên hiểu đó là thông tin cá nhân phải đầy đủ, và đặc biệt đó là cái tiếp theo đó là cái hình ảnh nổi bật đó. Cái hình ảnh nó hình ảnh nó là như nào, nó phải nổi bật thôi, để nó rõ ràng hơn đúng không ạ, để nó rõ ràng hơn thì để nó rõ ràng hơn nhá, thì mình sẽ lấy cho bạn một cái ví dụ cụ thể đúng không ạ. Ví dụ cụ thể ở đây có bạn Mai Kim Trung à, có bạn Mai Kim Trung đang còn xem livestream đúng không. Ok, chào chị Hân nhá. Ở đây có bạn Mai Quang Trung đang xem livestream đúng không? Thì mình sẽ xem tường cho bạn Mai Quang Trung luôn. Đấy, để mình từ trên này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn luôn, đúng không? Đó, ví dụ đây là bạn Mai Quang Trung đây đúng không?
Bạn mang vào chung là thứ nhất ảnh đại diện của bạn đó là đang chụp hình ảnh đó là cầm hoa cúc đúng không? Hoa cúc trắng này đúng không? Đó thì là bạn đang treo vào mắt thì là cái ảnh bìa. Cái ảnh bìa chào Phương Thủy nhá, chào Nguyễn Thúy Trang. Đấy, thì cái ảnh bìa này của bạn, bạn nên phải thay đổi, nó phải thể hiện được cái sản phẩm bạn đang kinh doanh. Đấy, sản phẩm bạn đang kinh doanh nhá. Đó, nên bạn phải thay đổi rằng là bạn đang là nhà bà trùm xỉ lẻ kinh doanh, đó là quần áo và giày dép. Đó, nên là bạn phải để lại cho mình đó là cái thông tin cá nhân này, là cái ảnh bìa này nó phải thay đổi đi. Cái thứ hai đó là ảnh đại diện, đúng không ạ? Nói thật sự rằng là thứ nhất là bạn có ngoại hình rất là tốt, đúng không ạ? Nhìn khuôn mặt rất là xinh. Đấy. Đấy, vậy mình phải nói là như thế. Thì là bạn nên chụp lại cho mình đó là thay lại cho mình cái ảnh đại diện. Cái ảnh đại diện nó phải như nào? Nó phải là ảnh đại diện động, đúng không ạ? Nó ảnh đại diện video. Đấy, để nó tránh cái trường hợp, tại vì mình xinh thì mình có quyền mà mình phải thể hiện lên, đúng không ạ? Để người ta nhìn. Cái quan trọng khi chúng ta cười lên một cái là người ta đã cảm thấy, trong lòng người ta đã cảm thấy nó nhộn nhịp lên rồi, đúng không ạ? Nên là cái này chú Mai Kim Trung cần phải là thay đổi lại nhá. Thì mình mới thu hút được nhiều khách hàng được. Cái bên dưới của cái tên Mai Kim Trung là ok rồi, cái tên chúng ta phải đặt lên tên đó là không, đây là Mỹ Hồ ơi, mình sẽ coi là một người thôi để mình có thể lấy ví dụ đấy cho tất cả mọi mà cho tất cả các bạn luôn, đúng không ạ? À, mà chỗ Mai Kim Trung này, cái dưới đúng không ạ, cái câu châm ngôn nó là bà trùm xỉ lẻ quần áo giày dép đúng không ạ, đầm đấy, sơ mi công sở đấy, mẫu áo đa dạng đúng không ạ? Cái này thì mình lên ấy thôi, mình chỉ cần thả, không cần phải viết nhiều, chèn quá nhiều cái icon vào đâu, chèn quá nhiều icon vào nó sẽ nhỏ, nó sẽ không đẹp đúng không ạ? Chúng ta phải để ít thôi đúng không ạ? Đấy, nên là chỗ Mai Kim Trung nhá. Đấy, nên xem lại cho mình vấn đề này. Và cái thứ hai nữa là cái thông tin cá nhân của Mai Kim Trung đúng không ạ? Cái thông tin cá nhân của Mai Kim Trung ấy thì cái chỗ làm việc đầu tiên của mình ấy thì mình không thể ghi là làm việc tại Hà Nội được. Cái đầu tiên mà đập vào mắt khách hàng ấy thì mình phải ghi rằng là mình đang là nhỉ, mình đang là kinh doanh cái gì đúng không ạ, kinh doanh cái gì đấy. Có ví dụ mình đang kinh doanh chuyên quần áo đó, cái đời đầu tiên người ta đập mắt vào mình ấy, cái đầu tiên của bảng tin này, nhìn các bạn này, đây là bạn ấy, bạn đang làm ở Hà Nội này đúng không, thì cái điều đầu tiên ấy là mình nên là ghi rằng ví dụ như bản thân hợp đúng không ạ, là chuyên gia hỗ trợ kinh doanh online đấy. Đó, cái dòng thứ hai là giám đốc văn phòng chi nhánh Yên Khánh Ninh Bình, chuyên hỗ trợ dịch vụ tăng đơn đó. Đấy, các bạn phải ghi rõ ra, chứ còn các bạn ghi này, cái quan trọng cái đầu tiên mà khách hàng nhìn đập vào mặt người ta, đập vào mắt người ta thì người ta sẽ nhớ trước đúng không ạ, nó theo cái thứ tự như thế đó. Nên là cái Mai Kim Trung hãy sửa lại cái nơi làm việc tại Hà Nội thì mình sẽ thay rằng là cái công việc của mình đấy, hoặc là cái mà sản phẩm mình đang kinh doanh đấy, để khách hàng nhìn vào khách hàng có ấn tượng đầu tiên luôn đúng không ạ. Đó, từng học tại đâu này đấy, đã học tại trường Trung học phổ thông Nho Quan A này đấy, đến từ Ninh Bình này đấy, đã kết hôn này và đã có 454 người theo dõi, rất là ít đúng không ạ? Để bán hàng tốt các bạn phải có ít nhất tối thiểu phải 2.000 lượt theo dõi trở lên đấy, thì các bạn mới có thể bán hàng tốt được đúng không ạ? Còn về cái ảnh nổi bật đúng không ạ, ảnh nổi bật ở đây thì là cái chỗ Mai Kim Trung đúng không ạ? Mai Kim Trung thì nên để ảnh đó là nhiều các mẫu má mới lên, chúng ta nên thay đổi liên tục. Còn những cái ảnh về bản thân chúng ta nên để sang một cái album riêng đúng không ạ? Trong cái, hoặc là chúng ta có thể mặc những cái bộ quần áo này để chúng ta thử luôn và chúng ta chụp ảnh luôn, đấy là cái điều càng tuyệt vời đó. Tại vì khi mà ta tự mặc được cái nhỉ. Ok, Hầu Võ chào Thùy Linh nhá. Các bạn nào đang xem livestream, bạn nghe được, các bạn hãy thay đổi đi để các bạn có thể là lấy lại cái tương tác thật. Mình lấy ví dụ trực tiếp lên trên một bạn luôn đúng không ạ? Đấy, thì là các bạn ở đây là ví dụ như là cái 9 ảnh nổi bật của chỗ Mai Kim Trung này ấy, thì Mai Kim Trung nên thay đổi lại nhá, nên thay đổi lại rằng là từ cái có 3 ảnh là 4 ảnh là của bản thân mình đúng không? Mình nên thay ảnh những ảnh mẫu má mới, những ảnh mẫu má hot về đấy để thu hút khách hàng. Tại vì khi khách hàng vào đây người ta xem đó là người ta đã đập vào mặt người ta suy nghĩ rồi. Các bạn phải nên nhớ rằng trong vấn đề kinh doanh đúng không ạ? À, khách hàng người ta nhìn lần nhất người ta không nhớ, nhìn lần thứ hai người ta nhớ sơ sơ, nhưng mà nhìn đến lần thứ 3, lần thứ 4 là người ta rất là nhớ rồi đúng không ạ? Và người ta nhìn đến lần thứ 21 là người ta có thể mua cái sản phẩm của mình. Đấy là theo cái vấn đề là trong kinh doanh đó, nên là cái này là chỗ Kim Trung là cần phải thay đổi và xem xét lại nhá. Đó, ok. Và có một cái tiếp theo đúng không ạ? Cái tiếp theo mà các bạn phải nên nhớ rằng là cái thông tin bạn bè của chúng ta ấy, thì chúng ta nên để đó là như nào?
nên để nó ẩn đi nhá, các bạn phải nên nhớ nhá. Đó, chúng ta phải nên để ẩn đi. Và cái chức năng ấy, bật theo dõi ấy, chúng ta phải bật lên để nhiều người ta có thể theo dõi bản thân mình này. Đó, hoặc là chúng ta phải nhờ, các bạn phải nên nhớ là chúng ta phải chặn, đúng không ạ? Không được cho ai tăng vào bài viết của mình, đúng không? Chúng ta thường thường chúng ta cứ để cho người khác tăng bài viết của họ vào trong cái trang cá nhân của mình thì dẫn đến là cái trang Facebook của mình nó bị rối, đúng không? Chặn, không được để cho ai tăng. Khi tăng thì bản thân mình bị phê duyệt, đó thì người ta mới được cái bài viết mới được hiển thị trên cái tường của ta. Đấy, các bạn phải nên vào cái phần đó là vào cái phần cài đặt, đúng không ạ? Và vào cái phần đó là cài đặt dòng thời gian. Cài đặt mình lại quên mất rồi. Các bạn vào phần để mình xem lại. Đây, các bạn vào chỗ dòng thời gian và gắn thẻ ấy. Đó, rồi các bạn không được cho ai tăng hoặc là ai gắn thẻ cái bài viết của bạn. Đó, đấy là các bạn phải nên nhớ nhá. Đó, và cái thứ hai nữa, cái thứ hai nữa rằng là các bạn ở đây các bạn đang bị sai một cái vấn đề như ở chỗ bạn, như ở chỗ bạn Kim Trung nhá. Bạn phải hiểu rằng này, chúng ta đang phát triển về một cái vấn đề lâu lắm rồi, đúng không ạ? Đây là đây này, Bùi Nhung này, lâu lắm rồi mới thấy bài đăng của bạn đấy, cùng tương tác với bài viết của mình nha. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy đây là cái phần mềm phần mềm Auto FB, nó đã comment vào tất cả những cái bài viết mà trên nhóm này, hoặc là ở trên trang của các bạn, hoặc là thậm chí các bạn đang livestream nó đang comment vào đấy. Như ở đây có bạn Bùi Nhung này, các bạn đã sử dụng cái phần mềm Auto này đấy, bạn đã comment vào trong cái livestream của mình này. Đó, các bạn cảm thấy tuyệt vời không ạ? Cái phần mềm Auto rất là tuyệt vời, nó có thể comment đấy để giúp các bạn có thể tăng cái độ hiển thị và tăng cái độ tương tác đó, tiếp cận đối với khách hàng. Đó, các bạn nhìn thấy bạn Bùi Nhung đây, đấy đã tương tác vào bài viết của mình rồi đấy, livestream của mình. Đúng rồi, thông tin cá nhân cần phải đầy đủ, đúng không ạ? Thông tin cá nhân cần phải đầy đủ nhá. Đấy, còn chú bọn Kim Trung ấy, bạn phải nên nhớ rằng là chúng ta phải hiểu, và bạn Kim Trung nói riêng và tất cả bạn nói chung này, để chúng ta bán hàng tốt ấy thì chúng ta cần làm cho hợp một cái điều như thế này, đúng không ạ? Đó là chúng ta phải xác định rằng là cái sản phẩm chúng ta đang bán là sản phẩm gì. Ví dụ như là sản phẩm chúng ta đang bán về đó là dành cho bà mẹ bỉm sữa, đúng không ạ? Thì chúng ta phải là luôn luôn đăng tải và chia sẻ, đúng không ạ? Những cái nhà xoay quanh đó là bà mẹ bỉm sữa, chúng ta phải chia sẻ nhiều lên, đúng không ạ? Chúng ta chia sẻ là cách nuôi con khỏe, nuôi con ngoan, cách cho con ăn dặm, chúng ta cần phải chia sẻ nhiều lên. Các bạn đừng đăng bài bán hàng, các bạn bị sai lầm đấy. Các bạn mà đăng nhiều bài bán hàng quá, Facebook nó mới sẽ báo là vi phạm và spam và vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng ngay, đúng không ạ? Chúng ta đang đăng ít thôi. Đó, chúng ta đăng càng ít về sản phẩm càng tốt. Một ngày, đúng không ạ? Đăng 20 đó. Theo công thức là 80-20, 20% về sản phẩm và 80% về chia sẻ. Các bạn cứ nghe mình, đúng không ạ? Các bạn đăng như thế là các bạn có một tương tác rất là tốt. Khi các bạn đăng về sản phẩm, đúng không ạ? Thì là tương tác chỉ là 1-2 like, 1-2 comment. Khi các bạn đăng về bản thân các bạn, đúng, về vấn đề chia sẻ, nó có thể rơi đến 100 like, 100 comment, đúng không ạ? Nó rất là tuyệt vời chứ, đúng không ạ? Đấy là các bạn đang bị sai lầm ở cái điểm đó. Đấy, các bạn phải hiểu rằng các bạn phải định hướng rằng là đam mê của bạn là gì, đúng không ạ? Các bạn phải xác định lại là cái đam mê và tài năng của chính mình. Ví dụ như là các bạn đam mê nấu ăn thì bạn hãy chia sẻ về nấu ăn. Các bạn đam mê về là làm các cái đồ chơi cho con, hoặc là cắt từ các bìa cắt tông thành những cái hình con vật đồ chơi, các bạn hãy chia sẻ đó. Các bạn đam mê về hát, các bạn phải hát, đúng không ạ? Các bạn phải hiểu rằng như bản thân vợ mình là một người rất là thích hát, nên là khi bản thân vợ mình hát trong các nhóm, hát trong các group, nó rơi tới hàng bao nhiêu ạ? Hàng trăm người, hàng trăm lượt chia sẻ, đúng không ạ? Hàng 4.000 đó, 4k lượt bình luận đó, đó còn rơi vào tầm hàng chục nghìn lượt xem đấy. Các bạn phải hiểu đấy là sự đam mê đó, các bạn phải phát triển được cái khả năng của mình. Các bạn đam mê vào cái điểm gì thì bạn mới có thể làm mạnh được điểm đó được. Các bạn không đam mê thì bạn không thể làm được, đúng không ạ? Đấy, nên là các bạn hiểu rằng cái đam mê là cái cực kỳ quan trọng. Các bạn đam mê vào vấn đề gì thì các bạn hãy chia sẻ vấn đề đấy lên đó đấy. Chia sẻ vấn đề lấy lên nó để cho nhiều người ta biết. Khi bạn đam mê thì bạn mới có thể làm bằng cái niềm tin và cái sự cháy bỏng của mình được. Còn nếu mà các bạn học móc người khác, hoặc là các bạn làm theo người khác, thì các bạn làm hời hợt lắm, thì dẫn đến khách hàng người ta xem là người ta sẽ cảm thấy là nó không có một cái sự thu hút đó. Nên là các bạn đam mê thì bạn làm theo bằng cái bản năng của mình đấy, bằng cái sự yêu thích của mình thì nó rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Chào chị Trần nhá. Đấy, nên là các bạn
các bạn phải thường xuyên đó là chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình, những cái tài năng của mình đấy cho người khác. Đấy, để khách hàng người ta tin tưởng bạn, khách hàng nhớ đấy bạn. Cái quan trọng là các bạn phải liên tục xuất hiện và liên tục phát sóng. Đó, chúng ta phải liên tục có video, hoặc không có video thì các bạn cần phải live stream. Đó là cái tương tác tốt nhất, đúng không ạ? Và các bạn phải nhớ rằng là tất cả những cái bước mình chia sẻ ở trên ấy thì các bạn phải làm đúng, đủ và đều thì nó mới đạt được cái quả tốt. Đó. Ví dụ như là cái vấn đề về chia sẻ tài năng các bạn phải làm ngày nào các bạn phải làm, hoặc là một tuần các bạn phải làm 3 lần. Đấy, các bạn chia sẻ nhiều lên. Đó, mình dám đảm bảo với các bạn rằng nếu mà bạn nào mà làm theo cái sở thích của mình, ví dụ các bạn thích ca hát, ngày nào các bạn cũng hát, đúng không? Các bạn thích làm món ăn, nấu ăn thì các bạn cứ đăng tải những món ăn ngon lên, các bạn hay có cách thức gọi như là các cái bí quyết làm đẹp thì các bạn hãy chia sẻ những bí quyết làm đẹp lên. Các bạn bảo là không biết lấy đâu, các bạn lên Google rất là nhiều, đúng không ạ? Những cái bí quyết đấy các bạn có thể là các bạn không biết, không thể là giải thích ra rằng không thể là nói ra được thành lời thì các bạn phải lên Google, các bạn search, đúng không ạ, cái từ khóa đó và nó sẽ ra, và các bạn thấy mình đang đúng ở điểm nào thì các bạn thay đổi cái lời văn nó theo cái lời văn của mình. Đấy, các bạn có thể gửi tặng khách hàng qua cái vấn đề là ebook đó. Các bạn hiểu rằng tất cả các bạn đây đang bị sai lầm một điểm, cái các bạn chưa biết cách thu hút khách hàng đó về trong một cái hội nhóm của mình đó, thì dẫn đến việc rằng là các bạn chưa có nhiều khách hàng tiềm năng, dẫn đến việc là bạn đang bị chậm vấn đề bán hàng đó. Các bạn phải liên tục phải thu hút, đúng không ạ? Các bạn phải phát sóng. Tại sao những em như kiểu Sơn Tùng MTV hoặc là những Mỹ Tâm Đan Trường, người ta lại có những cái fan khổng lồ như thế, đúng không ạ? Nên người ta có thu hút bằng cái lời hát của người ta, người ta liên tục người ta phát sóng. Nếu một ca sĩ mà người ta không hát, đúng không ạ, thì là không ai biết đến người ta. Nên là ngày nay các bạn muốn bán hàng tốt thì các bạn phải phát sóng ở đây, các bạn phải quay video có khuôn mặt của bạn ở trên đó, đúng không? Các bạn live stream có khuôn mặt hình ảnh của bạn ở đó để các bạn phát sóng ra để nhiều người biết đến bạn đó. Đấy, nên là ca sĩ mà người ta không hát thì chắc chắn là không ai hỏi, không ai bảo người ta là ca sĩ cả. Bản thân mình cũng hát được, bản thân các bạn cũng hát được, đúng không ạ? Đó, nên là các bạn phải hiểu rằng cái vấn đề là chúng ta phải liên tục phải xuất hiện, liên tục phải có mặt trên Facebook đó, thì chúng ta mới có thể bán được hàng tốt được, đúng không ạ? Đấy, và cái tiếp theo đó là cái cách thức đăng bài, đúng không ạ? Đăng bài nào để thu hút thì chúng ta đăng theo công thức là 80-20, thì mình sẽ giải thích kỹ phần này cho các bạn, đúng không ạ? Thì mình sẽ nêu cho bạn một số vấn đề, đó là viết content, đúng không ạ? Chất như nước cất luôn, đúng không ạ? Nó phải chất lượng, đúng không ạ? Content nó phải chất lượng. Content mà không chất lượng thì là chúng ta cả bài hỏng, đúng không ạ? Một cái các bạn nhỉ? Các bạn cũng thế thôi, các bạn lướt qua một cái tút mà các bạn muốn đọc hết các tút đấy thì là cái content đầu tiên ấy, cái đầu tiên ấy nó phải chất lượng, đúng không ạ? Đó, nó phải giật gân. Đó. Ví dụ như là các bạn viết đó là về vấn đề đó là chuyện vợ chồng, đó. Hoặc là các bạn ghi đó là cần gấp, đúng không ạ? Thì người ta sẽ bảo không biết bạn này cần gấp cái gì, đúng không ạ? Mình vào mình xem ngay. Đó, hoặc là chuyện vợ chồng. Đấy. Chuyện hôm qua giờ mới kể. Đấy, chúng ta thì người ta sẽ rất là tò mò, tại vì Việt Nam là chúa tò mò, đó, ai cũng tò mò hết. Hoặc là chúng ta ghi là ôi vi diệu đấy. Ôi tuyệt vời quá. Đấy, người ta sẽ kích thích. Đấy, những cái câu từ nó kích thích cái bộ não người ta, kích thích cái suy nghĩ của người ta, thì dẫn đến là người ta sẽ nào? Người ta sẽ vào người ta xem bài viết của bạn. Để một bài viết thành công nhất thì là cái tiêu đề đó nó phải hot, nó phải càng hot bao nhiêu thì nó sẽ càng thu hút được nhiều người bấy nhiêu. Đó, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đó là một vài cái viết content, đó là chất như nước cất luôn nhá. Đó, cái này là như thế nào? Cái thứ nhất đó là cái nội dung ta viết ấy, nó phải là cái nội dung nó phải liên quan đến được một cái gì ạ? Một cái nhóm người nó đủ lớn, đúng không ạ? Cái nội dung ta viết nó phải nhiều người biết. Ví dụ như là cái chuyện cái bộ phim nó Về Nhà Đi Con, đúng không ạ? Đấy là bộ phim rất là nhiều người xem hàng tối, đúng không ạ? Xem hàng ngày, đúng không ạ? Đó là một cái trong bộ phim rất là hot. Nên chúng ta sẽ viết về những cái tiêu đề, đúng không ạ? Đánh giá, đúng không ạ? Theo các bạn, đó là bạn cái cảm nhận đó là cái bộ phim Về Nhà Đi Con, đúng không ạ? Các bạn đưa ra những cái ý kiến, đúng không ạ? Trái chiều, đúng không ạ? Về ông bố, đúng không ạ? Đấy, thì như thế nào, đúng không ạ? Chúng ta sẽ là viết về xoay quanh về vấn đề như thế, thì người ta sẽ nhảy vào, người ta comment. Người ta comment rất nhiều. Đấy, người ta gọi là hot trend, đúng không ạ? Viết theo một cái xu thế, đúng không ạ? Xu thế. Cái xu thế thì nó nổi ra, người ta viết theo xu thế. Hoặc là có những cái lần Việt Nam đá bóng, U23 đá bóng, đúng không ạ? Đội tuyển quốc gia đá bóng, đúng không ạ? Thì là những cái bàn thắng, hoặc là những cái pha ghi bàn đẹp, hoặc là những cái chiến tích chúng ta viết về đội tuyển U23, đúng không ạ? Thì rất là nhiều người ta sẽ comment. Đấy là chúng ta sẽ viết theo cái xu thế là đám đông, đúng không ạ? Nhiều người ta biết đến cái điều đó. Đó, thì chúng ta viết thì người ta đồng thời người ta sẽ là vào người ta like và người ta comment rất là nhiều. Đó, đấy là chúng ta phải cần. Chào Thành Đạt nhá. Đấy. Ok, Mỹ Hồ, sau buổi livestream này sẽ làm, cố gắng sẽ làm như anh nói. Đấy, chúng ta hãy cùng làm mạnh vào, làm càng nhiều vào. Nào, các bạn hãy cùng chia sẻ mạnh tay lên nào để nhận quà nào. Mình muốn đó là các bạn đó là hôm nay có thể đạt mức độ đó là bao nhiêu ạ? Đạt mức độ đó là 80 người nào. Đó, lên 75 người rồi, đúng không ạ? 65 rồi, đúng không ạ? Chúng ta hãy đạt lên mức độ cao lên nào.
Đấy, các bạn phải viết là viết nội dung nó là như nào. Nhiều người quan tâm đến nó, đúng không ạ? Chúng ta đừng viết nhàn chán, chúng ta cứ đăng về sản phẩm nó rất là nhàn, nó rất là chán. Chúng ta hay viết một nội dung nào nó hay đi, nó hấp dẫn đi, nó hot đi, đúng không ạ? Nhiều người quan tâm đi. Cái quan trọng chúng ta phải cần nhiều người quan tâm. Khi nhiều người người ta quan tâm rồi ấy, thì là cái tương tác chúng ta mới lên. Đấy, khi tương tác chúng ta lên thì chúng ta đăng cái bài sản phẩm chúng ta thì sẽ nhiều người người ta sẽ là theo dõi. Tại vì khi người ta đã thấy mình là thường xuyên đăng những cái bài mà nhiều người quan tâm thì người ta sẽ vào người ta lướt cái tường của ta. Và khi người ta lướt cái tường của ta thì người ta sẽ nhìn thấy cái Facebook của ta, đúng không ạ? Đúng không ạ? Đấy điều đó tất nhiên thôi. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Đấy nên là các bạn phải hiểu ra là cái thứ hai là chúng ta phải cái nội dung ấy là chúng ta phải cần logic và nó phải có một cái bằng chứng xác thực, đúng không ạ? Logic phải có bằng chứng xác thực, đúng không ạ? Đó, đấy. Và cái thứ ba này, có thứ ba mà chào anh Mai Phương Nguyễn nhá. Cái thứ ba mà các bạn chưa làm được ở đây ấy, đó là nhá, chúng ta nhá chưa sáng tạo được. Chúng ta thường thường là như nào, viết theo cái lối cú rích và quen thuộc, đúng không ạ? Ví dụ như là các bạn viết về đăng về bài bán hàng ấy thì tạm chỉ là viết rằng là nó xung quanh về cái vấn đề là tính năng tác dụng, đúng không ạ, của cái sản phẩm đó thôi, đúng không ạ? Chỉ như thế là hết, chúng ta không có một cái điều gì mới cả, đúng không ạ? Đấy, như các bạn phải hiểu rằng là trong cái bộ phim Về Nhà Đi Con, đúng không ạ, hay là nó có rất là nhiều các cái từ khóa rất là hay. Đấy, hoặc là các bạn xem cái phim Chủ tịch, nó có rất là nhiều các từ khóa hay, các từ khóa người ta ấn ở dưới cái cuối một cái video ấy, người ta có những từ khóa rất là hay. Hoặc là chúng ta có thấy có những câu thơ, câu dân ca rất là hay thì chúng ta có thể là chế từ những câu thơ, câu dân ca của Việt Nam đó để trở thành những cái câu để nói về sản phẩm của ta. Đấy, như các bạn đợt mà có một cái câu rất là hot, đúng không ạ, mà rất là nhiều người chế, đúng không ạ, là người ta thường nói là thanh xuân như một ly trà, đúng không ạ, đúng không ạ, đó đấy, uống xong một cái là hết bà thanh xuân, đúng không ạ, đấy người ta nói câu đấy rất là hot, đúng không ạ, rất là nhiều người đã chế từ câu đấy, đúng không ạ, chuyển thành nó nào, chuyển thành những cái tút để đăng, đúng không ạ, ví dụ như là đấy. Như người ta thường chế đó là thanh xuân như một ly trà, đúng không ạ? Hỏi xong về giá là hết nhờ, hết bà thanh xuân. Đấy, chúng ta nó rất là đơn giản như thế thôi. Chúng ta phải theo sự hot, đúng không ạ? Chúng ta không phải ngại ngần nhỉ? Chúng ta hãy theo sự hot. Và khi ta theo cái sự hot trend đấy, đúng không ạ? Thì nó sẽ như nào? Sẽ rất là nhiều người sẽ quan tâm, đúng không ạ? Chúng ta phải không cần phải thô cứng về vấn đề là chúng ta chỉ đăng về tính năng tác dụng công dụng của sản phẩm, mà chúng ta hãy biến hóa thành những cái lời văn, lời thơ nó mềm mại đi, đúng không ạ, để cho nhiều người ta đọc, người ta cảm thấy dễ nhớ, người ta vừa dễ nhớ cái thanh xuân như một ly trà đấy, mình chỉ đọc một lần thì mình đã nhớ đấy, nó rất là hay, đúng không? Mình cảm thấy rất là hay mà, đúng không ạ? Đó nên là các bạn cần phải là có một cái sự sáng tạo ở đây, đúng không ạ? Chúng ta cần phải có sự sáng tạo vào đấy. Mình cho các bạn một cái sườn rồi thì các bạn cần phải sự sáng tạo ra đấy, triển khai thành ý tưởng của bạn đấy, để các bạn thu hút được nhiều người vào, đúng không ạ? Đấy, và cái điều mà quan trọng nữa, đúng không ạ, cái điều mà quan trọng nữa mà các bạn phải hiểu rằng là cái ngòi bút của bạn, đúng không ạ, cái ngòi viết của bạn ấy, cái ngòi viết của bạn ấy nó phải hướng tới cái gì ạ, hướng tới cái sự là tranh cái này, hoặc lợi ích này, cảm xúc này, hài này, xét này, nỗi sợ này, hoặc bất ngờ, đúng không ạ? Các bạn phải hiểu rằng là khi các bạn mà nói về vấn đề tranh cái, đúng không ạ, ví dụ như các bạn đưa ra một cái nội dung đó là cái bộ phim Về Nhà Đi Con, và các bạn hỏi những cái nội dung là bạn xem bộ phim Về Nhà Đi Con thì các bạn có những cảm nhận gì, đúng không ạ, thì rất là nhiều người ta vào bình luận, người ta bảo là hay, hoặc ý nghĩa, nhiều người ta sẽ bảo là không hay, nó nhiều các cái nó vô lý hoặc là như nào đó đấy, người ta sẽ tranh cái vào cái đấy. Hoặc là chúng ta có thể đăng về những cái sự cái lợi ích, đúng không ạ, lợi ích của một cái vấn đề gì đó, ví dụ như là vấn đề như là chúng ta cái bất cập là vấn đề là người ta hay đánh trẻ con, đúng không ạ, các mẫu giáo và mầm non đánh trẻ con, thì chúng ta đưa ra cái quan điểm mình là như thế này thì là có hợp lý hay không, tại vì đôi khi là nhiều khi là cô giáo trông trẻ nó rất là áp lực đấy, người ta lại phát cho mình đánh con mình nó là một cái, đúng không ạ, nó nhẹ, đúng không ạ, nhưng mà theo quan điểm mình có được nên đánh nhẹ hay là như thế nào đấy, để cho cô giáo dạy mình hay không, thế mình phải là đưa ra cái quan điểm mà mình sẽ nêu ra được cái lợi ích ở trong đó đấy, cái quan trọng là chúng ta phải như thế. Hoặc là đơn giản là có một cái chủ đề mình dám đảm bảo với tất cả các bạn, đó là rất là nhiều người quan tâm, đó là chủ đề xét, đúng không ạ, cái xét này là nói chung là nó sẽ dẫn đến là nhiều người ta sẽ quan tâm. Cái đôi khi cái suy nghĩ mà con người ta, mình đưa ra một cái chủ đề nào đó hoặc là đưa ra một cái hình ảnh đó, đôi khi người ta sẽ nghĩ một cái điều xấu đầu tiên, đúng không ạ, chưa bao giờ ai nghĩ điều tốt đẹp cả, đúng không ạ, đấy, hoặc là những cái câu từ hoặc là những cái lời nói thì người ta sẽ nghĩ đến là cái vấn đề đen tối đầu tiên, đúng không ạ, mình nói là nôm na là đen tối, đúng không ạ, đấy là cái quan trọng là các bạn phải đưa ra những chủ đề nó hot, càng hot bao nhiêu càng nhiều người vào tranh luận bao nhiêu càng tốt, cái quan trọng là phải nhiều người người ta tranh luận,
càng tranh luận càng tốt, like và comment mình càng tăng, đúng không ạ? Cái Facebook mình nó càng được lan tỏa nhiều, càng nhiều người biết đó. Đó, chào Quỳnh Thương nhá. Đấy, càng nhiều người quan tâm càng tốt, đó, càng nhiều người biết. Đúng ạ? Đấy là mình đã chỉ cho bạn một vài cách viết content, đúng không ạ? Chất như nước cất luôn. Đó các bạn, cứ viết theo như mình như thế, mình dám đảm bảo với các bạn rằng là tuyệt vời luôn. Đó, thu hút được hàng trăm like, trăm comment ngay, đúng không ạ? Đấy, và tiếp theo là mình trong cái 7 tuyệt chiêu là thu hút tương tác thật trên Facebook thì mình sẽ chia sẻ đến cái tuyệt chiêu thứ 3, đúng không ạ? Có một cái mà các bạn phải nên nhớ rằng là trên Facebook cá nhân chúng ta chỉ có 5.000 người thôi, đúng không ạ? Để mà tiếp cận được thêm ấy thì chúng ta cần phải như nào? Cần phải lọc bớt và kết thêm bạn. Đó, nhưng mà cần có một cái kênh nữa, đúng không ạ? Nó có thể giúp bạn nó để làm được điều đó, đó là như nào? Đó là nhóm. Đấy, hội nhóm, đó các cái nhóm chợ. Đấy, các nhóm chợ có những nhóm hàng triệu người, có những nhóm 2 triệu người, đó rất là nhiều. Thì là trên đấy nó sẽ là một cộng đồng, đó, để chúng ta có thể là chia sẻ trên đấy. Thế bây giờ chúng ta phải là lên tham gia những cái nhóm nào nhỉ? Nó tương tác tốt. Cái tương tác tốt đây là nhiều là các cái bài viết người ta đăng lên là nhiều like, nhiều comment, đấy là tương tác tốt, đúng không? Và khi vào đấy chúng ta phải là một ngôi sao. Một ngôi sao là gì? Các bạn hiểu ngôi sao là gì? Cái ngôi sao là một người nhá, luôn luôn chia sẻ cái giá trị để nhiều người người ta nhỉ? Biết đến mình và người ta tôn trọng mình. Đấy là ngôi sao. Đúng ạ. Đấy, chúng ta cần phải là làm một cái ngôi sao sáng ở trong cái nhóm đó. Đấy, chúng ta chia sẻ nhiều cái kinh nghiệm, các kiến thức. Thì trong cái đấy thì mình có một cái chiến lược, đó là chiến lược bán hàng hoặc là giúp kích nhóm. Thì tất cả bạn nào mà muốn biết chiến lược đấy thì là các bạn hãy ebook cho riêng cho mình, thì mình sẽ tặng các bạn, đó là cái chiến lược, đó là ebook trong nhóm đó. Thì mình hôm nay mình chỉ nói sơ qua các bạn hiểu, đó là chúng ta phải làm một ngôi sao. Ngôi sao là chúng ta phải cần phải chia sẻ những cái điều hữu ích trong nhóm, mình phải là liên tục là tương tác tốt ở trong nhóm đó. Ví dụ một bài đăng của mình lên nó là rơi tầm 500 like, đúng không ạ? 1.000 bình luận, đúng không ạ? Đấy là mình, đó là cái bài mình nó phải giá trị, đúng không ạ? Thì khi mình đăng một cái tất cả nhiều bài lên như thế thì là nhiều người ta comment, đấy là mình là ngôi sao sáng đó. Và khi mình làm một ngôi sao sáng thì mình sẽ làm để mình bán hàng thì nó rất là điều rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Đó. Và cái thứ ba, cái thứ tư, đúng không ạ? Đó là để mình có thể là hút được, đúng không ạ? Hút được, chào chị Lâm Thị Huyền nhá. Có một cái mình để hút được ấy, đó là mình cần phải live stream. Cái live stream là một cái live lan tỏa mạnh nhất, đúng không ạ? Nó là tăng lượt theo dõi tốt nhất. Mỗi lần mình live stream là sẽ có hàng chục người hoặc là 20-30 người người ta đã ấn theo dõi mình, đúng không ạ? Đó là điều rất là tuyệt vời. Thường thì các bạn không thể làm điều đó, đúng không ạ? Nhưng khi live stream, cái live stream nó lan tỏa rất là rộng. Facebook nó đang ưu tiên hiển thị 80% về live stream. Đó nên là bạn thường thì các bạn phải live stream nhiều vào. Như mình live stream trên page ấy, mỗi lần mình live stream xong nó phải tiếp cận hàng nghìn người, thậm chí là 3-4.000 người, đúng không ạ? Live stream trên page ấy. Đó. Các bạn đã theo dõi cái live stream tối hôm qua mình trên page, đúng không? Để biết nó tiếp cận 1.500 người. Đó, live stream hôm trước nó tiếp cận 2.000 người, 5.000 người. Đó là rất là nhiều, đúng không ạ? Chào Hà Lương nhá. Đấy, nên là các bạn cần phải live stream nó sẽ là một cái sự lan tỏa. Các bạn muốn thu hút được nhiều like, nhiều comment, hoặc là nhiều tương tác, hoặc là nhiều các cái lượt theo dõi, thì các bạn live stream tặng chơi mini game tặng quà, đó sẽ thu hút được rất là nhiều tương tác về cho cái Facebook của mình, đúng không ạ? Đấy, các bạn đang xem live stream, các bạn hãy xem từ đầu đến cuối. Các bạn sẽ được mình tặng cho nó một tháng sử dụng gói, đó là Auto FB miễn phí, đúng không ạ? Một tháng sử dụng Auto miễn cái tính năng của Auto rất là tuyệt vời. Nó có thể giúp bạn, đó là đi like và comment, đúng không ạ? Rất là tuyệt vời luôn. Nó có thể là giúp bạn có thể là tăng một cái sự tương tác rất là tốt. Các bạn hiểu rằng các bạn bán hàng hay các bạn muốn tăng sự tương tác thì các bạn một ngày bạn phải đi like và comment từ 100 đến 2, đúng không ạ? Từ 50 đến 100 người. Nhưng bây giờ có phần mềm auto rồi, nó có thể giúp bạn đi tương tác, đó là từ 50 đến từ 100 đến 200 người, đúng không ạ? Nó rất là nhanh, rất là đơn giản. Đó, các bạn có thể là cứ để là tự nó chạy, tự comment tự động. Các bạn có vấn đề là làm việc nhà, các bạn vẫn có thể là dạy được, dạy học được, hoặc là các bạn vẫn có thể làm những công việc của mình, đúng không? Các bạn đi làm công ty, nó là một cái điều rất là tuyệt vời. Cái phần mềm live và phần mềm auto nó cái phiên bản app nó rất là tuyệt vời, nó có thể là giúp các bạn rất là tiện lợi sử dụng nó trên cái smartphone thông minh của bạn. Đó nên là các bạn cứ yên tâm rằng là cái auto sẽ giải quyết vấn đề của các bạn, là các bạn không cần phải đi ấn mỏi tay về like, về thả tim nữa, hoặc là comment nữa. Đó, Auto FB sẽ làm hết cho tất cả các bạn những cái điều đấy. Các bạn cứ like, các bạn cứ xem, tổ chức xem chung, chia sẻ cho mình thì mình sẽ tặng các bạn cái phần quà tuyệt vời ngày hôm nay, đúng không ạ? Đó, đấy là các bạn cần phải hiểu rằng các bạn cần phải live stream nó sẽ là một trong những cái sự tiếp cận tốt nhất. Các bạn đăng bài lên thì nó sẽ nào không thể hiển thị bằng live stream. Đó. Khi các bạn live stream nhá thì là các bạn có phải hiểu rằng là
cứ như ai người ta kích vào một cái video đấy của bạn thì nó sẽ lại nổi lên. Đó, nó không như là các cái bài đăng ở trong trang. Đó, tại vì cái livestream với người ta đã chia sẻ rất nhiều, nó lan tỏa rất là nhiều rồi. Đấy, rất là nhiều người sẽ biết đến cái livestream của bạn. Đó, nên là các bạn cần phải livestream để tăng cái sự tương tác và tăng uy tín của mình. Các bạn phải liên tục phát sóng. Phát sóng ở đây là các bạn phải lên đây như mình như này, ngồi như đây, đó. Đấy. Nói chuyện và chia sẻ tất cả các bạn, đúng không? Và cái điều quan trọng nữa. Ok, Tươi Lê cứ chia sẻ một lần về trang cá nhân, đúng không ạ? Một hai lần lên hội nhóm và mình sẽ tặng cho bạn đó là một tháng sử dụng phần mềm AutoMP miễn phí với mình nhá. Đấy, cái thứ năm đúng không ạ? Cái thứ năm là các bạn cần phải làm để các bạn có thể tăng cái lượt theo dõi cho mình đúng không ạ? Đó là chúng ta cần phải là tạo nhiều các video đúng không ạ? Kinh nghiệm đúng không ạ? Chia sẻ về các cái chào Trần Thương nhá. Các cái video kinh nghiệm về chia sẻ. Bạn nào ở đây mà chưa có kênh YouTube đúng không ạ? Thì các bạn hãy liên hệ cho mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo kênh YouTube. Các bạn hiểu là các bạn bán hàng các bạn phải cần phải có tối thiểu là nhỉ? Phải đa kênh. Thứ nhất là các bạn phải có nhỉ? Thứ nhất là các bạn phải có Facebook, thứ hai là bạn phải có Zalo, thứ ba là bạn phải có YouTube, đúng không ạ? Cái thứ tư là bạn phải có một cái website để lưu giữ thông tin khách hàng vào trong đó. Đó, các bạn không có website là bạn là một cái điều rất là đáng tiếc đấy. Đó, website là một cái trung tâm để lưu giữ dữ liệu khách hàng, đúng không ạ? Những người đã mua sản phẩm của mình rồi. Đấy, để mình ở đấy mình chăm sóc họ. 80% lợi nhuận đến từ 20% là khách hàng đã mua sản phẩm của mình rồi, đúng không ạ? Mình bán cho những người đã mua rồi còn dễ hơn là bán cho những người mới. Các bạn đây liên tục đi tìm những người mới, nhưng mà các bạn quên đi những người cũ. Những người cũ người ta nhầm. Các bạn hiểu rằng này, một lời nói của người, một người mua sản phẩm của bạn rồi bằng hàng ngàn lời chào hàng của người bán hàng. Đó, đấy các bạn phải nên nhớ điều đó. Các bạn phải nên chăm sóc lại những khách hàng cũ của chúng ta. Và website là một cái trung tâm lưu giữ lại thông tin, đúng không ạ? Cho khách hàng, cho bản thân các bạn. Các bạn nhân dịp sinh nhật các bạn gửi quà tặng người ta này, đúng không ạ? Hoặc là các bạn giảm giá, các bạn gửi Gmail và gửi qua số điện thoại là shop em chuẩn bị sale giá 50% hoặc là sale giá 30%. Đấy, chị qua shop để có thể trải nghiệm. Đấy, và nhận nhiều giải thưởng. Đấy, hoặc là nhận phần quà giảm giá. Đấy, thì rất là nhiều người ta sẽ qua shop đấy của bạn. Đấy là cái điều mà các bạn đang không thể làm được, đúng không ạ? Phải chăm sóc được khách hàng cũ. Đó, thì lợi nhuận của bạn mới lên được. Đấy là các bạn đang bị sai. Các bạn cứ đi tìm những khách hàng mới thì dẫn đến việc một điều rằng là các bạn như nào, khách hàng cũ bạn bị mất. Và cái đó người ta sẽ sang thành những khách hàng trung thành của người khác. Đó, nên các bạn cần phải có website để lưu giữ khách hàng ở lại, đúng không ạ? Facebook và YouTube, Zalo là những kênh để thu hút lấy cái khách hàng và cho bạn. Để các bạn còn như nào, các bạn có thể lấy cái khách hàng đó về website để lưu giữ người ta ở lại ở trong đó. Và website các bạn chỉ làm một lần, đúng không ạ? Đó, các bạn chỉ đăng đủ bài thôi, là người ta kích vào là các bạn sẽ có đơn đều thôi, các bạn không phải đăng bài nhiều nữa. Không phải như Facebook ngày nào bạn cũng đăng, đúng không ạ? Các bạn có thể đăng hàng nghìn, hàng mấy chục nghìn bài trên Facebook, đúng không ạ? Nhưng mà người ta không thể xem lại những cái bài hàng thứ 10.000 của bạn đã đăng từ lâu rồi, đúng không ạ? Nhưng ở trên website thì người ta vào, người ta có thể xem tất cả sản phẩm của chúng ta. Đấy, tất cả sản phẩm của bạn một cách dễ dàng, một cách chi tiết, một cách đầy đủ nhất, đúng không ạ? Đó, và website nó có một cái đặc điểm rằng là nó có rất là nhiều từ khóa. Ví dụ các bạn tìm một chục từ khóa nó vẫn ra website của bạn, đúng không ạ? Nó rất là tiện như thế. Người ta vô tình người ta kích vào thôi đó, người ta vẫn có thể ra cái trang website của bạn, đúng không ạ? Cái gian hàng của bạn ở trên đó, đúng không ạ? Nó là điều rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Thế bây giờ hàng một ngày, ví dụ ở Việt Nam có hàng triệu người kích, một triệu người người ta vô tình người ta vào một cái từ khóa đó, đúng không ạ? 10 từ khóa và một triệu người người ta, đúng không ạ? Vào một từ khóa đó nó lại ra website của mình, các bạn có cảm thấy tuyệt vời không? Một triệu người người ta chỉ kích vào đấy, đó là chúng ta đã có một bao nhiêu ạ? Mình chỉ lấy con số là 1.000 khách hàng tiềm năng, trên 1 triệu người, đúng không ạ? Mà các bạn phải hiểu rằng ở Việt Nam đó, riêng một ngày á, nó phải có rơi tầm bao nhiêu ạ? Hàng trăm triệu lượt, đúng không ạ? Kích vào Google, đó, 100 triệu lượt kích vào Google nó một ngày. Có khi một ngày bản thân các bạn ấy, có một ngày các bạn tìm một cái vấn đề đó, các bạn phải vào Google hàng 10 lần, hàng trăm lần, đúng không ạ? Bạn tìm hiểu, các bạn có đi có lại mà không được, đúng không? Đó, nên là cái quan trọng ở đây là cái website là một cái cực kỳ là tuyệt vời. Các bạn chỉ làm một lần thôi, đúng không ạ? Đầu tư một lần và làm một lần, đúng không ạ? Đấy, để có thể là các bạn phát triển mãi mãi, bản thân các bạn sau này con các bạn cũng có thể sử dụng cái trang web đó để bán hàng, nó là điều tuyệt vời mà, đúng không? Còn riêng các trang mạng xã hội các bạn không biết rằng là nó còn tồn tại hay không, hay là nó như thế nào, đúng không? Ngày xưa Zalo là thế, ngày xưa là Ola là thế, đúng không ạ? Hay là các cái Yahoo là thế, nhưng bây giờ đã mất hết rồi, đúng không ạ? Hoặc là Nokia là thế, nhưng bây giờ đã bị phá sản rồi, chuyển sang cho Samsung và iPhone rồi, đúng không ạ? Đấy là các bạn phải hiểu rằng là không có gì là tồn tại mãi mãi cả, đúng không ạ? Chúng ta không thể cam kết rằng là chúng ta sống mãi mãi, chúng ta sống đang phải vẫn phải chết, đúng không? Đó, và cái mạng xã hội nó cũng thế, đúng không ạ? Nó không có gì là mãi mãi, nó là sự cạnh tranh, đúng không ạ? Thằng nào mạnh thằng ấy thắng.
thương trường là chiến trường, ai mạnh người đấy thắng, đúng không? Không bất kỳ là ông như thế nào, ông tồn tại nhiều năm hay ông tồn tại 100 năm nhưng mà ông không phát triển thị trường, ông không biết cách phát triển thì ông vẫn là người thất bại, ông vẫn là người nhỉ, bị chết, đúng không? Đó là chuyện bình thường. Đó nên là chúng ta phải cần phải có một cái cố định như là một cái nhà của mình, đó là nhỉ, là cái nhà chính thức của mình, nó là một cái website của mình. Đó, lưu giữ lại, đúng không ạ? Chúng ta không cần phải lo, đúng không ạ? Chúng ta đi thuê nhà, người ta có lấy nhà thì chúng ta vẫn có nhà chính chúng ta, chúng ta không cần phải lo, đúng không ạ? Đó. Đó, nên là chúng ta có thể là sử dụng cho mình, nó là một cái website riêng của mình, đó là điều tuyệt vời nhất, đúng không ạ? Từ cái website đấy là chúng ta sẽ xây dựng cho mình một cái hệ thống, đó là trong những cái phần thứ 6 mình muốn chia sẻ với các bạn, đó là xây dựng mình hệ thống. Tại vì các bạn thu hút các khách hàng vào trong cái website đấy rồi thì nó điều tuyệt vời rồi, đúng không ạ? Mình lưu giữ thông tin rồi, đúng không ạ? Đó là mình xây dựng hệ thống, một đế chế của mình trong đấy rồi, đúng không ạ? Đó, cái website nó như là một cái đất nước nhỏ, thu nhỏ, mình sẽ lưu giữ tất cả các cái thông tin của khách hàng, hành vi của khách hàng, đó. Đó thì là từ đó là mình có thể là gửi những cái tin nhắn Gmail, đúng không ạ? Đó thì là chăm sóc khách hàng, quảng cáo, hỏi thăm họ, đúng không ạ? Các bạn có thấy Viettel người ta hay hỏi thăm không? Đúng. Nhân dịp sinh nhật, nếu mà bạn là những khách hàng mà hay sử dụng các dịch vụ mạng Viettel, đúng không ạ? Các cái gói chi phí cao thì các bạn sẽ được tặng những cái phần quà rất là giá trị, đúng không ạ? 400-500 nghìn trở lên, thậm chí cả tiền triệu, đúng không ạ? Đấy là người ta tri ân những khách hàng đã sử dụng của mình rồi, đúng không ạ? Đấy nên bản thân chúng ta bán hàng, chúng ta cần phải làm được điều đó. Bây giờ các ông lớn, đúng không ạ? Những cái ngành phát triển quần áo, người ta toàn làm một vấn đề như thế, người ta đều phải sử dụng web hết. Đấy, web là một cái quản lý. Hôm trước mình có mua một cái nhãn hàng Owen. Đấy, Owen là mình cái áo mình rất là thích đó. Đấy thì là người ta cũng là lưu giữ thông tin của mình và người ta chăm sóc mình đến các hàng tháng, người ta có những chương trình giảm giá, người ta vẫn nhắn tin về số điện thoại của mình và về Gmail cho mình. Đấy là một cái điều rất là tuyệt vời, đúng không? Mình cảm thấy rất là thích thú. Đó, mặc dù mình đã mua rất là nhiều các hàng quần áo khác nhau nhưng mà những cái cửa hàng kia người ta không làm được điều đó. Đó thì mình không thích, đúng không? Mặc dù bên này nó quần áo đắt hơn nhưng mà mình vẫn đúng không ạ? Vẫn thích hơn, đúng không ạ? Và mình vẫn trung thành với nó, mặc dù nó đắt hơn những cái cửa hàng quần áo kia trước kia mình mua, đúng không? Nhưng mà mình cảm thấy chăm sóc của nó là rất là tốt. Đấy, nên là chính vì thế là cái cửa hàng web ấy là bản thân công ty, đúng không ạ? Và bản thân chúng tôi, đúng không ạ? Đã làm ra một cái sàn đó, thương mại điện tử. Đấy, và trên đấy nó có nhỉ? Nó có 50 triệu web và tương đương với 50 triệu người, 50 triệu khách hàng đã sử dụng, đúng không ạ? Và các bạn hiểu rằng là riêng trên web các bạn phải tiếp cận hàng triệu khách hàng, hàng 50 triệu, hàng 100 triệu khách hàng. Đó, cái web nó này sử dụng toàn thế giới, đúng không ạ? Đó, ai kích vào cái trang đấy của bạn, đúng không ạ? Ai kích vào cái trang đấy của bạn thì đều ra chính cái web đấy của bạn luôn. Đó, nên là các bạn cần phải hiểu cái điều đó nhá. Đấy, và cái cuối cùng, đúng không ạ? Cái thứ 7 mình muốn chia sẻ với các bạn trong cái bí quyết ngày hôm nay, đó là các bạn phải tạo những ebook hay tặng cho khách hàng. Như ngày hôm nay mình hay thường tạo các ebook mình tặng cho các bạn ấy. Đó, có những ebook mình nó phải soạn hàng 3 ngày, 5 ngày để mình tặng cho các bạn. Các bạn hiểu không? Đó, nhưng mà đôi khi nhiều bạn lại không có đọc, các bạn cảm thấy nó thờ ơ, nên là dẫn đến việc các bạn không bán được hàng là điều đương nhiên. Đó, các bạn phải biết trân trọng những cái gì mà mình đã tạo ra. Đấy, mình 3 ngày nhưng có những cái ebook là trong mình phải trải nghiệm trong vòng 3 năm mình kinh doanh online thì mình mới có ra được cái ebook đó, chứ không phải đơn giản đâu. Không phải tự nhiên mình ngồi viết bừa ra đâu. Đó, không phải tự nhiên mình viết mình tặng cho bạn đâu. Đó, cái gì mình đã trải qua rồi, thành công rồi mình dám tặng lại cho bạn, mình phải nói là dám tặng, chứ không phải là không trải qua thành công ngồi đây nói liên thiên là nói phét lác ai tin, đúng không? Đó, mình phải trải qua rồi, làm được rồi thì mình mới dám tặng lại cho các bạn. Đó, nên là các bạn hãy trân trọng nó, đúng không? Như các bạn tặng lại cái ebook cho khách hàng thế thôi. Làm ebook, ví dụ như các bạn bán mỹ phẩm, các bạn làm những ebook về da, đấy, chăm sóc da, đấy, 3 bước làm đẹp. Đấy, các bạn bán về tăng cân thì bạn ấy làm những về các cái ebook về chế độ ăn uống giảm cân, đấy, hoặc chế độ ăn uống tăng cân. Đó, và các bạn bán về mẹ và bé thì các bạn phải đánh vào nỗi đau cái vấn đề đó là mẹ và bé. Đúng không? Đánh vào cái vấn đề đó là mẹ và bé, cách chăm sóc da, cách nuôi con khỏe, nuôi con ngoan, đúng không ạ? Cách thức để giúp con hạ sốt khi bị tiêm phòng hoặc là bị sốt hoặc là bị như nào đó, chúng ta cần phải có những ebook để gửi tặng khách hàng. Hoặc là vấn đề bán quần áo thì chúng ta phải làm những cái series về các cái cách thức để chọn áo, những người gầy, người béo, đúng không ạ? Người mập thì chọn quần áo như nào, đúng không ạ? Chọn kiểu ra sao, phối hợp phối đồ như thế nào, chúng ta phải có một cái series để chúng ta để khách hàng người ta lựa chọn, để người ta có thể biết được để mình phải chọn những sản phẩm như nào và làm ra sao chứ, đúng không? Đấy, nên là cái cách thức đấy là các bạn phải hiểu là nên làm những ebook đấy tặng khách hàng. Các bạn bán về sản phẩm lĩnh vực gì thì các bạn nên làm những cái sản phẩm ebook trong lĩnh vực đó tặng cho khách hàng, chia sẻ miễn phí đi. Đấy, để khách hàng người ta nào quan tâm đến mình, người ta biết đến mình và người ta click đến cái link của mình và người ta ấn theo dõi mình. Đấy là điều quan trọng, mục đích là người ta ấn theo dõi mình thì khi mình đăng bài lên người ta đã nhìn thấy bài viết của mình rồi, đúng không ạ? Đấy là cái điều cực kỳ là tuyệt vời đó. Và ngày nay mình đã chia sẻ với tất cả các bạn, đó là
7 bí quyết đấy, đấy là giúp các bạn có thể là có tương tác thật trên Facebook đó. Đấy, nên là các bạn đang xem livestream này từ đầu đến cuối mà những cái chỗ nào bạn chưa hiểu thì mình sẽ dành cho bạn 5 phút để mình giải thích lại cho các bạn, đúng không ạ? Hoặc là mình sẽ trả lời những cái câu hỏi mà băn khoăn thắc mắc hoặc là những cái vấn đề khó khăn của bạn, thì bạn hãy mình dành cho bạn thời gian 5 phút thì các bạn hãy comment đấy, thì mình sẽ chia sẻ ngay trên livestream này cho các bạn đấy. Nào các bạn hãy cùng comment nào. Nào bạn xem livestream thì bạn có câu hỏi gì không? Bạn hãy đặt câu hỏi để mình có thể trả lời cho bạn ngay trên livestream ngày hôm nay ạ. Nào bạn có câu hỏi gì không ạ? Nào bạn đang xem livestream bạn có câu hỏi gì không? Nếu bạn không có câu hỏi gì là mình sẽ xin kết thúc livestream này ở tại đây và xin hẹn gặp lại các bạn trong một buổi livestream gần nhất để mình có thể chia sẻ lại nhiều các kinh nghiệm kiến thức tuyệt vời hơn cho tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bạn nào mà đã xem livestream mà các bạn nhận được phần quà thì các bạn hãy ebook trực tiếp cho mình đấy để mình tặng quà cho các bạn đó. Và các bạn nếu mà các bạn muốn đấy được mình tư vấn và hỗ trợ đấy về các cái kèm cặp đấy, hỗ trợ về vấn đề tăng đơn, thì các bạn hãy ebook trực tiếp qua số cho Facebook và Vũ Quang Hợp hoặc là qua Zalo, đó là 0965919552 và kết bạn với mình đó, mình sẽ liên tục tư vấn đó nhiệt tình cho tất cả các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi livestream và xin chào và hẹn gặp lại.